Thưa quý vị, những người lang thang ăn mày bẩn thỉu nhếch nhác là hình ảnh không khó bắt gặp ở nhiều nước nghèo ở châu Á, châu Phi và sẽ chẳng mấy ai quan tâm. Song ở lục địa già châu Âu, nơi kinh tế phát triển, đôi khi một người ăn mày lại có thể nổi tiếng khắp cả châu lục chỉ vì ông ta quá bẩn. Cảnh sát Cộng hòa Séc mới đây cho biết, người đàn ông được mệnh danh là người bẩn nhất châu Âu, Ludwig Dolezal, vừa qua đời ở tuổi 60. Ông Ludwig, người Cộng hòa Séc nổi tiếng khắp châu Âu vì có diện mạo nhem nhuốc, bẩn thỉu và hầu như không bao giờ tắm rửa. Khuôn mặt của người đàn ông này đầy tro bụi do những đám cháy mà ông gây ra. Được biết, ông Ludwig thường đốt nhựa, lốp xe và những thứ khác, bao gồm tất cả tài sản của mình và ngủ trên đống tro tàn. Mới đây, khi không thấy người đàn ông này đến nhận thức ăn trợ cấp, một nhóm tìm kiếm đã đến ngôi nhà ở đổ nát nơi ông sinh sống và phát hiện ông đã chết. Ludwig nhận được tiền trợ cấp của chính phủ, tuy nhiên giới chức địa phương phải cầm khoản tiền này để trang trải cho ông vì lo ngại ông sẽ đốt cháy số tiền.